Cái thầy cô mình nghe được thì mình comment số 1 đi ạ. Rồi, với thầy cô chúng ta chuẩn bị cho mình một cái ly nước như thế này. Ly nước thật là đầy. Bây giờ mình có 1 phút. Mình đi uống nước đi. Rồi sau đó mình để một cái ly nước ngay trước mặt. À, tại buổi tối mình thiếu nước là mình nghe không nổi luôn á. À, buổi tối thường là mình bị mất năng lượng, thiếu năng lượng. Rồi chúng ta chuẩn bị cho mình ly nước, sổ ghi chép và mình ngồi ở một cái nơi nào đó mình có thể bật sáng đèn lên để mình gặp gỡ giao lưu. Và như thầy cô mình biết là mình hôm nay mình vô mình được giao lưu trao đổi nội dung gì á, cái chủ đề gì đó thì chúng ta gọi số 2, còn nếu không mình gọi số 0. Đa phần là số 2 đúng không ạ? Tức là thầy cô đang ở trong nhóm hội những cái cộng đồng của chúng ta không đúng không? Bao nhiêu thầy cô cho trong hội thì bao nhiêu thầy cô đã biết trong rồi thì mình comment số 3. Mình chưa thì comment số 0. Rồi, may mắn quá, có nhiều người biết quá. Dạ, trong xin tự giới thiệu đầy đủ lại về mình ha. À, họ và tên của trong là đầy đủ là Lê Thanh Trong. À, hiện tại là chúng đang sinh sống ở quận 7. À, đang làm cu ly cho văn phòng 5 phút thuộc bài Phú Mỹ Hưng. À, hiện tại thì Trâm cũng đang là hội đồng chiến lược 10 sao của Tâm Chiến Lực, để mà có những cái chiến lược phát triển cái sơ đồ tư duy, phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy, cũng như cái công cụ dạy học là áp 5 phút thuộc bài. À, thì cái buổi gặp gỡ này á, thì nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu của rất là nhiều thầy cô. À, tức là gần đây á, thì Trâm nhận rất là nhiều cái tin nhắn. À, thầy cô nhắn cho Trâm là hỏi là anh Trâm ơi, bây giờ tôi muốn làm giáo viên đồng hành thì tôi không biết là cái điều kiện gì để mà tôi đạt, để mà tôi làm, đúng không ạ? Rồi cũng có thầy cô nói là bây giờ là tôi đã dạy mind map cho học sinh rồi, à, bây giờ là muốn đăng ký để mà văn phòng Phú Mỹ Hưng mở cái lớp cho tôi đứng tôi dạy, do điều kiện thế nào? À, tức là rất là nhiều cái câu hỏi luôn. À, thế là cho nên là cái buổi tối hôm nay á, là Trâm sẽ giúp cho thầy cô là chúng ta sẽ đi một cái lộ trình, tức là thầy cô đang vào thời gian vào năm thuộc bài, vào tâm trí lực hoặc là biết về sơ đồ tư duy cũ hoặc mới gì đó, mình cũng biết một cái lộ trình để phát triển và nó có những cái tiêu chí đánh giá nào, đến cái đoạn nào thì thầy cô sẽ được làm cái việc gì. Nhưng mà tức là nó có một cái lộ trình phát triển, để cho chúng ta, ví dụ chúng ta biết là mình vào mình sẽ đạt cái đoạn này. À, mình đạt cái tiêu chí này, thì chúng ta có thể làm những cái việc gì, đúng không? Mà nếu mình đạt cao hơn đây mình làm được việc gì, hoặc là mình muốn là mình trở thành giáo viên đồng hành thì nó phải có những cái tiêu chí nào, để mình thấy mình thiếu thì mình phải làm cho nó đạt chứ, đúng không? Mình phải học tiếp cho nó đạt. Rồi bao nhiêu thầy cô thấy cái buổi hôm nay là nó sẽ hữu ích với mình thì những cái nội dung đó mình cũng rất là quan tâm, thì chúng ta gọi số 5 đi. Rồi, và Trâm cũng mong là hiện tại thì đang có 137 quý thầy cô. Đây là chắc chắn là những thầy cô yêu thích về sơ đồ tư duy rồi. Tại cái chủ đề của mình á, là cái buổi gặp gỡ quý thầy cô yêu thích sơ đồ tư duy. Đúng cái chủ đề, tức là
những thầy cô mà xuất hiện ở trong đây là đang yêu thích cái phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy. Nếu mà thầy cô đồng ý thì gõ số 6. Rồi, và trong cũng mong là khi mà mình là người yêu thích rồi, thế là sẽ có những đồng nghiệp của mình, những người làm cùng ngành nghề với mình, đúng không? Cũng sẽ một thời gian sau thì các thầy cô nó mới biết, mới bắt đầu. Thì nếu mà các thầy cô mới mà có hỏi mình thì thầy cô có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Ai nghĩ là mình sẽ sẵn sàng chia sẻ cho người mới thì mình comment sờ sờ đi ạ. Ở trên cái trong đang mặc cái áo này là áo Inspire, Inspire, Inspire nó có ý nghĩa đó là người truyền cảm hứng. Người truyền cảm hứng là trong rất thích cái ý nghĩa này nè, tức là mình trở thành một cái điểm sáng. Ban đầu mình cũng tối lắm, nhưng mà mình tìm ra được một phương pháp mới, một cái kiến thức, một cái chuyên môn, một cái gì đó mới mà nó giúp cho mình thay đổi, mình sáng hơn. Mình làm việc nó nhẹ nhàng hơn, thì hiểu đây là một cái điểm sáng, tức là một cái sự tốt hơn đó. Nếu mình đã tốt hơn, mình đã sáng hơn, thì mình cũng không có cần là đi rêu rao lên cái này nó cho khắp làng khắp xóm, mà cái việc của mình đó là mình chỉ cần những ai gần mình nhất, mình sẽ thắp sáng cho cái người kế bên, tức là thắp sáng cho những người xung quanh mình thôi. Cái ý nghĩa của cái người truyền cảm hứng là như vậy, chứ không phải là mình cứ thấy mình học xong cái mình sáng lên rồi cái là mình đi rêu rao lên, mình nói người này tại sao cái phương pháp này nó hay quá mà sao không làm người kia, rồi tôi nói còn từ chối rồi buồn phiền rồi các kiểu, rồi cuối cùng mình cũng buồn luôn, mình cũng tụt năng lượng luôn. Đó, là, đó cho nên là cái sức của mình mà đến đâu thì mình làm đến đó. Bao nhiêu thầy cô đồng ý cái điều này thì chúng ta gọi chữ đồng ý đi ạ. Tức là mình đã biết nó phương pháp này hay rồi, mình đã học, mình đã thấy một cái điểm sáng rồi. Thì mình cứ trao cho một số người xung quanh mình thôi, những người mà cũng yêu thích, cũng mong muốn, cũng quan tâm, chứ còn không nhất thiết là chúng ta phải áp lực bằng cách là phải đi vào nói cho cả trường, mà trong trong trường mà phải có tất cả phải đồng ý tôi nói mới được. Thì nó áp lực mình lắm. Nên là mình chỉ cần thay đổi một vài người xung quanh mình là đủ rồi. Thì đó là cái ý nghĩa của cái người truyền cảm hứng, để làm sao mình đừng có mình đi lan tỏa cái phương pháp sơ đồ tư duy, nhưng mình đừng có áp lực. Mình áp lực quá làm sao mình đi lan tỏa được, mình làm cái công việc mình áp lực thì nó đâu có vui, đúng không ạ? Đó thì hôm nay là Trâm sẽ giúp cho thầy cô biết một cái lộ trình để coi mình đi muốn đi đến đâu, thì mình sẽ hoàn thiện thêm cái gì, và chúng ta sẽ có những cái định hướng để phát triển. Đương nhiên là trong phòng Zoom này rất là đông thầy cô, thì có thầy cô cũng rất là mới. Cho Trâm hỏi thì trong phòng Zoom có thầy cô nào cũng mới biết cái cộng đồng tâm trí lực, mới biết về sơ đồ tư duy khoảng chừng tháng trở lại đây? Thì chúng ta comment số 1 đi. Ai mà mới, quá mới, khoảng chừng tháng thôi, comment số 1. Đó, 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 đó. Tức là những thầy cô mà comment số 1 là hôm nay là cái buổi mà chính xác là mình phải xuất hiện ở đây rồi đó. Rồi, trong bài với thầy cô nhìn lên màn hình, chúng ta có một cái slide đầu tiên, xác định mục tiêu. Có một cái slide này rất là quan trọng luôn. Tức là khi mà mình muốn đặt cái điều gì á, thì chúng ta phải biết là mình phải có một cái mục tiêu nó rõ ràng. Như ở trong đây thì với thầy cô xem là từ 1 cho đến 5. Ví dụ như cái mục tiêu đầu tiên đó là mình biết về sơ đồ tư duy rồi, thì cái mục tiêu đầu tiên đó là mình muốn dạy học bằng sơ đồ tư duy tại trường. Tức là trước đây mình dạy theo một cái kiểu cũ, một cái cách cũ, ghi chép theo kiểu cũ, thì bây giờ mình lại dạy học bằng phương pháp sơ đồ tư duy. Là đây là một cái mục tiêu đầu tiên. Cái mục tiêu thứ hai đó là dạy bằng cái dạy phương pháp sơ đồ tư duy cho học sinh. Tức là cái một với cái hai này nó khác nhau nha. Cái một đó là mình áp dụng mình dạy cho học sinh, cái thứ hai là cái mình đi dạy cái phương pháp, tức là mình dạy những cái kỹ thuật cho học sinh nó vẽ đúng á. Và cái mục tiêu thứ ba đó là mình tổ chức những câu lạc bộ mind map
cả online và offline nha. Mình tổ chức câu lạc bộ, tức là mình dạy xong rồi mà mình còn có thêm cái câu lạc bộ để duy trì cho cái hoạt động của các con nữa đó. Ví dụ như là có cô Châu Anh ở Cần Thơ, cô đang làm cái câu lạc bộ offline luôn, tức là trước dạy vừa online vừa offline. Nếu ở xa không đến được offline thì làm online, nhưng mà hàng tuần cũng có câu lạc bộ offline luôn đó. Thì như vậy thì mình vừa dạy phương pháp mà mình lại mở câu lạc bộ luôn. Rồi cái mục tiêu thứ tư đó là giáo viên đồng hành với hiện tại. Ở tâm trí lực thì có một cái chương trình đó là đào tạo hiện tại. Cái chương trình này nó sẽ kéo dài 3 năm và các con thực hành 42 sao đó, và sẽ cần rất là đông thầy cô để mà đồng hành với học sinh, với phụ huynh để cho các con rèn luyện cái hành trình này, thì gọi là chương trình giáo viên đồng hành với hiện tại. Và cái chương trình thứ năm đó là chương trình gia sư thông thái, trong tạm gọi nó như vậy. Tức là cái chương trình này rất là mới, do văn phòng của Mỹ Hưng là mới bắt đầu để mà lên nội dung để mà triển khai đó. Thì như vậy á, thầy cô xem giúp trong là trong năm cái mục tiêu này thì mình đang hướng đến cái mục tiêu nào, thì mình gõ cái con số vào đi, 1, 2, 3, 4, 5, thì mình đang muốn mình đạt những mục tiêu nào, hoặc là một mục tiêu nào đó, thì chúng ta sẽ gõ con số. À, có thầy cô là muốn đạt cả năm luôn à? Sao làm nổi? Sao mình làm nổi? À, có thầy cô là muốn đạt một thôi, đúng rồi. Có người thì đạt là muốn một hai thôi, có người thì có thầy cô thì muốn là 5, 6, hay là có thầy Lê Trọng Tình thì thầy là muốn mục tiêu là 1, 2, 3 đó. Đó là mình phải có cái mục tiêu trước ha. Đây là những cái hiện tại thì cô ví dụ như là rất là mới biết về phương pháp sơ đồ tư duy thôi, nhưng mà đích đến của mình là ở đây nè, đó là đây là mục tiêu mình nè. Thì cái đông nhất á, đông nhất đó chính là cái chỗ số 1. Tức là mình đi muốn đi tìm một cái phương pháp dạy mới, để cho mình dạy nó cũng vui, nó cũng nhẹ, mà học trò mình nó cũng học nhẹ, thì cả thầy và trò đều vui vẻ hết. Đó là nhóm nhóm một này rất là đông, đúng không ạ? Và khi mà mình dạy theo cái phương pháp này á, thì nó sẽ không có cái kiểu như là chữ nghĩa nó thi xong thì nó trả hết cho thầy. Hồi đó mình cũng học, mình cũng biết, tức là thi thì máu lửa lắm, mà học nhồi vô để mà đi thi, nhưng mà đến một cái thời gian thì tự nhiên mấy cái đó mất tiêu hết trơn, không có lưu trữ lại cái gì ở trong đầu hết á, và nó quên sạch luôn. Cho nên là thế là thầy cô chúng ta hay nói là nó thi xong thì chữ nghĩa nó trả lại hết cho thầy rồi, đúng không ạ? Thầy cô nào đã từng gặp những cái tình huống là chữ nghĩa học trò nó trả hết cho thầy rồi thì chúng ta comment số 7 đi ạ. Thi xong rồi nó trả trơn rồi. Hỏi gần như là không có nhớ gì trơn vậy đó. Lúc thi thì thi được, đúng không ạ? Đó, hồi đó mình cũng làm học trò mình biết mà, cứ mình thi xong rồi làm nhồi vô thì nhồi ghê lắm. Nhưng mà đến đến cái đoạn mà tháng sau, 2 tháng sau thì coi như là trả hết cho thầy, chữ nghĩa không còn gì hết, đúng không ạ? Đó, thì khi mà chúng ta dạy bằng cái phương pháp sơ đồ tư duy thì nó khác, ít ra nó cũng phải còn lại cái từ khóa, đó là cái nội dung rất là chính của cái bài học, đúng không ạ? Chứ không phải là học tràn lan nó thuộc từng câu từng chữ, nhưng mà đến hỏi là cái ý chính thì cũng không biết cái ý chính là cái gì, cũng không biết từ khóa là cái gì luôn, đúng không ạ? Đó, và khi mà chúng ta dạy học bằng phương pháp sơ đồ tư duy thì đây là một phương pháp đổi mới, mình thay đổi cái cách dạy, phương pháp dạy. Và nó có cái tính sáng tạo ở đây, và nó phù hợp với cá nhân hóa với từng học sinh. Nên đây là phương pháp mà rất là hay. Và bởi vì nó hay cho nên là trước đây là khoảng 11 năm thì Bộ Giáo dục đã đưa vô một lần rồi. Và lần này thì Bộ Giáo dục lại đồng hành với cuộc thi nữa. Và đề xuất là đây là một trong những phương pháp để mà cho thầy cô áp dụng giảng dạy tại trường. Đó, và nó có một cái ý ở đây, đó là khi mà thầy cô đồng hành với cái chương trình đó, về phương pháp đó, thì cái việc mà thầy cô dạy ở trường thì nó rất là nhẹ và nó đạt những cái nội dung mà trong vừa nói. Tuy nhiên nếu chúng ta lại tiếp tục những cái mục tiêu ở số 2, số 3 và số 4 hoặc số 5, thì thầy cô lại có cái thêm một cái nữa, đó là tăng thu nhập. Tăng thu nhập ở đây thì nó có ba cái nguồn thu nhập. Thầy cô có thể nhìn ở trên slide cho thấy là cái nguồn thu nhập đầu tiên á,
là từ cái chuyên môn, tức là cái giờ mình lên lớp giống như mình đi dạy dạy thêm vậy đó, dạy kỹ năng rồi vậy đó. Tức là một giờ mình dạy, một buổi mình dạy là bao nhiêu tiền, có thể là dựa vào buổi hoặc là có những cái lớp thì là dựa vào cái số lượng học sinh, tức là học sinh đông thì số số lượng cái phần thu nhập của mình lại cao, nhưng mà học sinh quá ít thì cái phần thu nhập lại thấp. Thì cái nguồn thu nhập này nó gọi là trong gọi là tạm gọi nó là thu nhập từ cái việc chuyên môn, tức là mình sẽ giỏi chuyên môn về mind map và mình đi dạy, ví dụ như mình mở lớp mình dạy cho học sinh về cái phương pháp, đúng không ạ? Thì mình sẽ có cái thu nhập từ cái việc là lên một giờ như vậy, ví dụ như là mình sẽ được một buổi như vậy thì mình được là 300 nghìn đó, ví dụ như vậy. Thì như vậy là tính theo theo giờ, đúng không? Nhưng mà ví dụ như với cái chương trình gia sư thông thái đi, thì ngoài cái việc là tính theo giờ thì lại có một cái yếu tố, ví dụ như cái lớp mà đông vượt cái chỉ tiêu thì thầy cô lại có thêm cái phần thu nhập. Thì như vậy là vừa là thu nhập theo giờ lên lớp mà lại có thu nhập theo số lượng học sinh nữa. Đó. Và cái nguồn thu nhập thứ hai, đó là từ cái việc mà mình bán những cái học liệu ấn phẩm hoặc là cái công cụ 5 phút thuộc bài. Tức là từ cái lớp mình dạy như này, ví dụ như thầy cô mở một cái lớp là dạy phương pháp về sơ đồ tư duy, đúng không ạ, cho học sinh nó vẽ. Nhưng mà đầu tiên mà để học sinh mà nó vẽ thì học sinh cần cái gì ạ? Cần mua một cái bộ công cụ vẽ, vẽ máy mát, đúng không? Thì ở văn phòng của Mỹ Hưng á, lại đã thiết kế ra một cái bộ này rất là hay. Ví dụ như là học sinh á, với thầy cô mà trước khi mà mình học á, thì mình phải đi tìm mình mua, đúng không ạ? Thì thầy cô mua ở đâu? Như thầy cô ở đây mình đầu tiên mình mua ở đâu? Mình lên trên mạng, đúng không ạ? Thế là mình tìm, mình lên mình gõ Tiki, mình gõ Shopee gì đó, mình tìm mình mua. Thì mình lên đó mình mua quá trời các loại bút luôn mà không biết cái loại nào là đúng cái loại phải cần. Hoặc là mình đi ra nhà sách, nhà sách thì nó lại bị giới hạn hơn, đúng không ạ? Và nhiều khi mình mua cái loại thật sự cần để mà vẽ thì lại không đúng, mà mình mua nó dư đó. Hồi đó thì trong biết mà, lúc mà con gái mình học, trời, hỏi cô Thảo rồi hỏi cô Châu Anh rồi hỏi cả thầy Thanh là mua cái loại nào, thì mỗi người lại mua một một kiểu không ai giống ai hết á. Thì lên nghe thầy Phong nói là cái loại là phải mua cái loại bút gì của Đức á, đó là cái loại loại rất là chuẩn để mà vẽ mai mát. Nhưng mà cái loại đó thì mình hỏi thì lại không có, lên trên Tiki hay Shopee thì toàn là của Trung Quốc gì các kiểu thôi. Tìm cái loại đó thì cũng lại không có. Nói chung là tìm một cái bộ để vẽ mai mát nó rất là khó đó. Thế mà mua thì mua cả 5 7 loại gì đó, và cuối cùng thì cuối cùng không có dùng được bao nhiêu mà để rất là nhiều ở đấy. Đó thì vừa rồi đó thì văn phòng 5 phút thuộc bài của Nguyễn Hưng là nhờ các thầy, các chuyên gia về mind map, các trọng tài về mind map chọn ra một số, mà thế bắt đầu là chọn lọc ra để mình chọn một cái bộ mà nó chuẩn nhất, và nó rẻ nhất, để cho mà thầy cô, để cho học sinh, ai mua cũng được ở cái mức đấy. Và mua một phát là về là áp dụng, là dạy, sử dụng là dạy luôn và nó hiệu quả luôn. Đó là vẽ bất kỳ cái lớp mai mát nào cũng chỉ cần sử dụng một cái bộ đó là được rồi, chứ không cần phải mua bỏ cả triệu ra để mua cái bộ học liệu hoành tráng lên, và cuối cùng sử dụng thì nó lại dư. Đó thì như vậy á. Thì trong đang ví dụ đó là thầy cô dạy sẽ là phương pháp sơ đồ tư duy, thì đầu tiên là mình đã bán được cái bộ học liệu, đúng không ạ? Một cái bộ, cái đó bắt buộc phụ huynh không mua chỗ mình thì cũng phải mua ở Shopee hay mua ở đâu đấy. Mà lên đó phụ huynh thấy nó như một cái đám rừng, trên đó bao nhiêu sản phẩm thì lại không biết mua cái loại nào. Như vậy thì chúng ta cứ mỗi một cái bộ như vậy mình có một ít ít trong đấy, tại vì cái số cái giá nó cũng rất là thấp, nên là coi như mình bán học liệu nè. Rồi ví dụ như là bao nhiêu thầy cô trong phòng dân mình biết cái quyển Kick Note rồi à? Quyển Kick Note đó, cái quyển mà kích hoạt thiên tài sáng tạo á, mình biết thì mình comment chữ bờ giúp em đi. Đó. Nếu mà vẽ mind map á, thì học sinh là rất là cần cái quyển này, đúng không ạ? Cái quyển này nó rất là hay, nó có những cái hình ảnh, một nghìn hình ảnh, rồi còn các cả song ngữ rồi các kiểu, coi như là thầy đã thiết kế sẵn ở trên. Đó, như vậy thì khi mình dạy mind map á, thì như vậy thì học sinh nó cũng cần cái quyển này nữa, thì nó gọi là trong gọi đó tạm gọi nó là cái ấn phẩm, gọi chung là như vậy. Đó, như vậy thì học sinh là học phương pháp thì bắt đầu là mua bộ vẽ vẽ mind map nè, mua quyển Kick Note nè, đúng không? Đó, rồi trong thời gian mình đồng hành mình dạy đấy, thì mình lại giới thiệu cho phụ huynh thêm về cái công cụ đó là app 5 phút thuộc bài. Tại vì học sinh với phụ huynh mà học đã hiểu phương pháp này nó hữu ích như thế nào rồi,
thì mình nói à cái app 5 phút tu bài nó có các cái bài học được chuyển tải qua bằng cái sơ đồ tư duy hết, và thầy cô trong đây thì dạy 10 phút, 5 phút, 7 phút bằng sơ đồ tư duy rất là nhanh, và cho nên là giúp cho học sinh hệ thống hóa kiến thức lại cực kỳ nhanh bằng phương pháp sơ đồ tư duy đó. Như vậy thì mình chỉ cần bằng cái việc là mình mở một cái lớp này, đúng không, thì từ học liệu, ấn phẩm rồi app đó, thì như vậy thì đây là cái nguồn thu nhập thứ hai của thầy cô. Rồi bao nhiêu thầy cô vừa hiểu đến cái đoạn mà nguồn thu nhập thứ hai này thì mình comment số 2 đi ạ. Và một cái nguồn thứ ba nữa. Nguồn thứ ba. Nguồn thứ ba đó là chính là đến từ cái việc mình phát triển đội nhóm, tức là thu nhập từ đội nhóm. Cái này thì ít thôi. Tại vì đa phần thì trông thấy thầy cô chưa có làm công tác đội nhóm tốt, nhưng mà vẫn có những thầy cô có đội nhóm. Ví dụ như là thầy cô làm tốt, hay là thầy cô lại rủ với nhau thành một cái nhóm, và mỗi người cứ gom với nhau mua một số lượng. Ví dụ như trong đơn giản, ví dụ như thế này thôi cho dễ hiểu nè. Mình gom với nhau mỗi người 10 triệu, thì mình gom 5 người thì thành 50 triệu. 50 triệu thì cái phần chiết khấu của một cái gói 50 triệu là 40%. Nhưng mà những người bỏ ra 10 triệu, đầu tư 10 triệu theo chính sách đại lý quy định của công ty thì là được 30%. Như vậy thì mỗi một cái tài khoản đi ha, mà bán ra từ đội nhóm, thì cái người mà đứng ra để mà gọi là leader của cái team đó đó thì có chênh lệch là 10%, đúng không ạ? Bao nhiêu thầy cô hiểu là tình huống vừa rồi trong mô tả đó là mình có một cái chênh lệch 10% từ đội nhóm này, thì mình comment số 10 đi ạ. Thì cái đó gọi là thu nhập từ đội nhóm, tức là một một cái người thành viên trong cái đội của mình mà bán một sản phẩm thì mình có phần chiết khấu nó ít ít gì nè, mình mỗi lần là nó ít, chênh lệch nó ít, nhưng mà cái nhiều đồng đội, nhiều người làm, đúng không? Hoặc là giống như bây giờ trong mô tả thêm, ví dụ như là trong đang làm ở đối tác cấp 1, thì cái mức chiết khấu của mình nó cao, nhưng mà những người anh em của mình bên dưới thì họ lại sẽ thấp dần thấp dần thấp dần, đúng không? Thì mỗi người như vậy họ bán một cái tài khoản thì mình có ít mình bán luôn lẻ thì nó nhiều, đúng không? Nhưng mà nhiều nhưng mà cái số lượng nó ít, nhưng mà nhiều người cùng bán, tức là số ít nhưng mà nhiều người đó, thì như vậy đó, thì cái đó gọi là nguồn thu nhập từ đội nhóm. Rồi bao nhiêu thầy cô hiểu cái chỗ nguồn thu nhập từ đội nhóm thì mình comment chữ hờ đi ạ. Rồi như vậy thì chúng ta xác định lại rõ cái chỗ này ha. Và trong sau cái slide này thì chúng sẽ giúp thầy cô đi từ cái lộ trình cái nào dễ nhất, tức là chúng ta sẽ biết được là cái nào dễ, cái nào khó, mình đi đến đâu thì mình đạt được cái gì ha. Và cái nguồn thu nhập này thì mình cũng biết được là khi mình đồng hành, nếu mà mình ở chỉ ở cái mức độ là mình không mở từ cái số 2, số 3, số 4, số 5 này nè, mình không tham gia, mình chỉ tham gia ở số 1 này thôi, thì mình lại không có nguồn thu nhập. Nhưng mà mình đạt được đó là mình dạy nó nhẹ nhàng, nó vui, học sinh học nó vui, và học sinh sau này nó rất là biết ơn mình luôn ít ra chữ nghĩa của nó không có trả lại hết cho mình, đúng không? Đó, nên là cũng tùy, nếu mà chúng ta chỉ có đặt mục tiêu là số 1 thôi thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có dính đến nhiều đến cái phần là thu nhập, nhưng mà chỉ cần mình chạm từ số 2, số 3, số 4, số 5 thì chúng ta lại có liên quan đến cái việc là tăng thu nhập, đúng không? Và cái phần mà cuối của cái nội dung buổi hôm nay thì Trung sẽ nói là cái phần mình liên quan đó, là gọi là mời thầy cô trở thành đại sứ lan tỏa. Đại sứ lan tỏa chính là cái cách mà nó dễ dễ nhất 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 ở trong đây. Mình chỉ cần mình làm cái số 1 thôi là mình trở thành đại sứ lan tỏa được rồi, và cách làm nó vô cùng dễ luôn. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái phần gọi là lộ trình chuyên môn của cái người thực hành phương pháp sơ đồ tư duy. Thì đây ha, trong vẽ cái này ra thì thầy cô nhìn sẽ rất là dễ hiểu, để mình biết được là mình đã đi đến đâu rồi nha. Rồi thầy cô, quý thầy cô nhìn ở trên cái màn hình thì cái số 1, trong gọi tạm gọi nó như thế này, đó là mình phải biến mình trở thành là sản phẩm của sản phẩm, tức là mình biết cái phương pháp sơ đồ tư duy thì mình phải áp dụng nó trước cái đã nha. Mình áp dụng nó trước cái đã, mình hiểu nó trước cái đã, mình hiểu tại sao mình phải sử dụng rồi, nhưng mà bây giờ mình phải sử dụng để mình xem coi nó có hiệu quả thật sự hay không. Thì trong gọi đó là hành trình biến mình trở thành sản phẩm của sản phẩm, đó là chúng ta phải áp dụng thực tế. Thì cái đây là cái lộ trình nè. Đầu tiên á, là số 1 đó là mình tham gia những buổi tập huấn sơ đồ tư duy với thầy Nguyễn Hùng Phong.
À, tức là vừa rồi đó là VTV phát động cuộc thi, đó là thầy Phong làm rất là nhiều cái chương trình từ Nam chí Bắc, các vùng, và vừa rồi đến 43 sở giáo dục là có thầy cô đã tham gia vào trong cái chương trình rồi đó, và có 10 14 tỉnh thành phát công văn để mà triển khai xuống các cái trường, và cũng có những cái tỉnh là làm chương trình online là cho giáo viên toàn tỉnh luôn đó. Thì như vậy thì đây là thầy đầu tiên là thầy cô tham gia một buổi tập huấn để hiểu về não bộ. À, và hiểu cái tại sao lại sử dụng cái sơ đồ tư duy trong cái việc giảng dạy là cái đầu tiên. Rồi sau đó nữa thì thầy cô sẽ chuyển đổi qua một cái lớp thứ hai, đó chính là mind map dành cho giáo viên. Thì cái lớp này thầy cô sẽ được học với thầy Trung và thầy Vương. Đó là mind map dành cho giáo viên. Rồi sau cái lớp mind map dành cho giáo viên thì thầy cô sẽ tham gia vào câu lạc bộ. Cái mind map dành cho giáo viên này á thì đây là lớp cơ bản và thầy cô học 4 buổi. Học 4 buổi và hiểu rõ các cái luật của sơ đồ tư duy, và cũng có những cái bài tập để thầy cô bắt đầu vẽ. Nhưng mà 4 buổi đó thì trải dài trong vòng 2 tuần, như vậy nó là 14 ngày đúng không ạ? Thì 14 ngày, 15 ngày thì thầy cô chưa có đủ để mà đủ cái độ chính gọi là thành thạo á thì chưa. Cho nên cái câu lạc bộ này nè, giúp thêm một cái bước nữa, đó là từ cái việc mình đã học rồi, đã hiểu rồi, thì bây giờ mình có những cái nét vẽ đầu tiên ở trong những cái buổi này rồi, thì vào câu lạc bộ lại tiếp tục cho mình những cái chủ đề, cho mình chủ đề để mình vẽ, tức là vào đây để tiếp tục rèn luyện. Như vậy thì mình học mình hiểu, và cái câu lạc bộ này nè chính là cái nơi mà mình thực hành nhiều nhất. Trong đang ghi là học hiểu hành hành hành, tức là thực hành nó càng nhiều thì nó sẽ thành thạo. Rồi bao nhiêu thầy cô hiểu là mình sẽ càng thực hành càng nhiều thì lúc thì đến một lúc mình sẽ thành thạo. Thì mình comment số 9 đi ạ. Cho nên là câu lạc bộ chính là cái nơi mà để mình thực hành. Và vừa rồi á thì trông thấy là thầy cô đăng ký vào câu lạc bộ đến gần 400 người, nhưng mỗi lần sinh hoạt thấy con trăm mấy. Thì không biết là rớt ở đâu đúng không ạ? Hoặc là như thế này nè, tức là khi mà đưa cái chủ đề ra vẽ, chưa chủ đề ra vẽ thì thầy cô số lượng thầy cô nộp bài rất là ít. Như vậy thì chúng ta sẽ đang dừng lại là mình học rồi đúng không ạ? Mình hiểu là mình phải cần áp dụng rồi, nhưng mà cái chữ hành mình đang bị thiếu. Thầy cô nào đồng ý thì chúng ta comment số 1 đi ạ. Tức là mình thiếu thực hành, tại vì cho chủ đề rồi, cho chủ đề thì để làm gì, để cho mình thực hành đó. Nhưng mà trong thấy thì gửi cái form nộp bài thì thấy có 20 mấy 30 thầy cô mà 300 người đăng ký, được trăm mấy người tham gia câu lạc bộ thường xuyên, nhưng mà có 30 30 mấy người, có đợt thì có 20 mấy cái bài gửi về để nộp bài thôi. Thì như vậy là chúng ta đang bị thiếu ở cái thực hành đúng không ạ? Đó, như vậy thì cái lộ trình này là tự nhiên, không phải là đưa cái câu lạc bộ này ra để làm cái gì đâu. Thật ra khi mà vận hành cái câu lạc bộ này thì cũng các thầy cũng rất là mất thời gian rồi, ban tổ chức nhiều thứ đây, nhưng mà nó rút cái kinh nghiệm từ cái năm trước. Năm trước thì cũng có rất nhiều thầy cô tham gia chương trình, thậm chí là học với thầy Marac. Năm trước thì có rất là nhiều những cái chương trình mà chúng ta học trực tiếp với thầy luôn. Thì sau khi học với thầy xong á thì thầy cô về thì cũng không có áp dụng được, thầy thiếu môi trường. Và năm nay thì lại chuyển đổi thêm một tí xíu, đó là tăng cường ở cái câu lạc bộ này. Vào câu lạc bộ thì thầy cô lại sinh hoạt miễn phí ở trong đây đến thêm 4 tuần nữa. Như vậy thì coi như là chúng ta đã được là 1,5 tháng rồi. Và như nếu mà trong 1,5 tháng này mà thầy cô cam kết vẽ theo cái lộ trình đấy, vẽ mind map theo lộ trình, thì chắc chắn là mình sẽ cái phần thực hành của mình này, nó sẽ liên tục, nó sẽ thường xuyên, và lúc đó mình sẽ thành thạo cái phương pháp sơ đồ tư duy. Đó, và sau khi mình vẽ thành thạo rồi á thì bắt đầu lại có những cái buổi để mà dạy thị phạm, để mình trở thành là mình áp dụng cái việc là giảng dạy bằng sơ đồ tư duy tại trường ở cái mục tiêu số 1 ở trên đó. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ thành thạo trước đúng không ạ, hiểu rõ, và sau đó thì lại trở thành cái người giảng dạy, thì ở trong câu lạc bộ này nó sẽ chuyển đổi hết. Rồi cái số 4, cho trong hỏi thì bao nhiêu thầy cô mình đang ở trong câu lạc bộ rồi thì gọi số 3 đi. Nếu chưa thì mình gọi số 0. Nói chung biết coi là hôm nay câu lạc bộ tham gia nhiều không? Số 3 cũng nhiều, số 0 cũng nhiều luôn. Nếu mà thầy cô đang là số 0
Thì thầy cô sẽ xem lại coi là mình đang ở số 1 hay số 2, thì chắc là nếu mà hoặc là chưa cái gì hết thì coi như mình phải bắt đầu từ đầu. Chứ còn mình giờ mình vô câu lạc bộ thì coi như là mình hỏng kiến thức. Ở ngoài trông thấy cũng rất là nhiều thầy cô mới và số 0 nè. Đó, thì như vậy á, mình sẽ cần phải lát nữa thì trong sẽ điền cho thầy cô điền cái form. Thầy cô điền một cái form coi là mình đang ở cái chỗ nào để mình còn được hỗ trợ. Ví dụ như thầy cô đang ở số 3 rồi thì trong biết là thầy cô đang tham gia rèn luyện trong đây rồi thì rất là tốt rồi. Nhưng mà các thầy cô gõ số 0 nè. Thì trong không biết là thầy cô đang ở số 1, số 2 này đã học chưa hoặc là chưa học gì hết, đúng không? Đó, nếu mà mình muốn mình đến cái mục tiêu nào và mình đang ở chỗ nào thì giống như cái chỗ mình đang đứng là điểm A và cái mục tiêu của mình chính là điểm B, tức là từ A đến B thì sẽ có một cái con đường, thì lúc đó mới hỗ trợ cho thầy cô đi đến đó được. Sẽ có cái cách mình đi như thế nào ha. Rồi, có rất là nhiều thầy cô cũng đang số 0 ha. Rồi, ok, số 3 là rất là tốt. Và các thầy cô đang ở trong số 3 đó thì mình sẽ thường xuyên để mình vẽ theo những cái chủ đề mà các thầy cô đưa ra đó. Các thầy ở trong ban đồng hành với thầy cô trong câu lạc bộ rất là nhiều cái chủ đề đưa ra nhưng mà mình chưa có vẽ thì mình làm sao thành thạo được. Và khi mình không vẽ thành thạo thì mình vô ở trong cái lớp học á mình cũng không có vẽ được. Và mình thấy nó sao, nó mất cái thời gian. Và thầy Phong hay nói vậy nè, khi mà mình áp dụng một cái phương pháp mới nó giống như là mình đi học, mình đi từ A đến B, mình đi học đi từ nhà đến trường ví dụ như là 2 km và mình đi bộ. Thông thường là ai cũng đi bộ. Nhưng mà có một người nói với mình là thôi bây giờ mình cứ chạy xe, nó có một cái cách là nó nhanh hơn, đó là tập xe đạp. Và hai người cũng cùng nghe với nhau. Nhưng mà cái người A thì họ lấy cái xe đạp và leo lên thì nó cứ chặt lên chặt xuống cứ té đau. Và nó cứ tập hoài như vậy thì thấy mệt quá thôi quăng xe đạp đi bộ luôn. Nhưng mà người B cũng như vậy và người B cũng té lên té xuống rồi cũng đau, nhưng mà cũng kéo cái xe lên lại tiếp tục tập tiếp, cứ làm liên tục như vậy. Và đến một cái thời điểm thì cái người B họ biết chạy xe đạp, thế là 2 km thì cái người B chạy xe đạp họ giờ họ hít sáo và đi vui tươi vui vẻ chạy cái hít sáo, còn người A thì vẫn mệt hoài. Đúng không? Đó là hai cái hình ảnh để mình thấy được cái là thầy cô đang đang vẽ những cái nét vẽ may mắn đầu tiên á, trong biết nó cực lắm, trời ơi nó mệt, nó vất vả lắm, giống như chạy xe đạp vậy đó, cái kiểu vậy đó, nó khó chịu tại vì nó không quen. Đúng rồi, ai đồng ý là mình mới vẽ những cái nét vẽ đầu tiên thì nó không quen và nó rất là khó chịu thì mình comment số 2 đi ạ. À, mình làm cái gì mà nó không quen thì nó khó chịu thôi, đúng không? Tại nó là lạ so với ngày thường mà, đúng không? Nhưng mà khi mà thầy cô đã làm mà giống như cỡ như thầy Dũng thầy Vương rồi đó, các thầy như thầy Thăng rồi cô Châu Oanh rồi đó thì bây giờ mấy nét vẽ nó điêu luyện rồi, cái kiểu giống như là nó lạ lướt rồi. Để nó rất là nhanh. Còn mình chưa có thành thạo mà, đúng không? Đó thì chúng ta cứ làm một thời gian thì chúng ta sẽ thành thạo, đúng không? Mình khi mình thành thạo rồi mình áp dụng giảng dạy được chứ. Đó, và lại có rất là nhiều thầy cô để thị phạm cho mình là nó vào vào trường vào lớp thì dạy nó như thế vậy đó. Thì từ lý, từ sinh, từ hóa, từ văn gì vậy? Rất là nhiều cái môn được áp dụng như thế nào thì mình lại bắt chước mình làm theo. Rồi đến cái đoạn mà đỏ đỏ này nha, số 4, số 5. Số 4, số 5 này nó khác cái gì? Tức là vừa rồi chúng ta có một cái khóa học với thầy Marak đúng không ạ? Thì thầy cô nó cũng là phương là mind map dành cho teacher, tức là mind map dành cho thầy cô thôi, sơ đồ tư duy dành cho thầy cô. Nhưng mà lớp này nó đặc biệt hơn, đó là học trực tiếp với thầy Marak, và khi mà thầy cô học xong vẽ cái bài thi mà đạt thì được cấp chứng nhận người thực hành phương pháp sơ đồ tư duy chuẩn quốc tế của Tony Buzan. Đó là nó khác nha. Bao nhiêu thầy cô phân biệt được chỗ số 4 này nó khác thì comment số 4 đi ạ. Và cái này á, thì khi mà mình học xong mình thi thì mình có chứng nhận đàng hoàng. Còn ở trên đây là chưa nha, nguyên cái đoạn này nè là chưa có cái gì cả nha. Mình trở thành thành thạo, mình vô mình dạy trong lớp trong trường bình thường. Nhưng mà hỏi có chứng nhận chứng chỉ gì quốc tế hay không là đoạn từ 1 đến 3 này là không có nha. Và đoạn 4, đoạn 5 này chính là cái đoạn có. Có cái chứng nhận chứng chỉ quốc tế rồi. Và hai cái này là hai cái cấp độ khác nhau. Người thực hành và cái cấp độ thứ hai đó là lớp trọng tài, tức là lớp trọng tài để cũng là chuẩn quốc tế luôn,
Và cái lớp trọng tài thì mình khi mình tham gia lớp trọng tài này xong thì mình mới tham gia được cái số 6, đó là mình chấm thi cái cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Đúng không? Đó, như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ mới học cái số 4 thì chúng ta đâu có chấm thi cái số 6 này được, đúng không? Đó, nhưng mà mình phải qua cái số 5 này thì bắt đầu mình mới tham gia được cái số 6. Và khi mình chấm thi nhiều bài, thiệt là nhiều bài, thì mình chỉ cần mình nhìn qua, ví dụ đưa ra mình 5 bài là mình lào xào ra là mình biết được là đó phải chọn ra 3 bài này để mà đi vào vòng cuối cùng rồi đó. Hai bài kia là coi như nhìn qua phát là thấy là nó sai tè le rồi, nó phạm luật tùm lum hết rồi. Nó sai các cái chỉ tiêu rồi. Đó, như vậy là khi mà thầy cô chấm bài mà có kinh nghiệm á, đưa 5 bài phát là coi như là loại ra 2 bài, còn 3 bài cuối cùng rất là nhanh. Còn mà mình không biết á, mình nhìn cái đó, cái này nó đẹp chắc là cái này nó ngon á. Nếu mà chúng ta học cái chỗ số 4 thôi á, chúng ta học không học cái luật á, không phải học tiêu chí á, thì mình nhìn mình thấy là như vậy thì học số 4 xong cái đầu nhìn nhìn đấy, đẹp cái vẽ này vẽ đẹp, muốn là biết đâu mỹ thuật nó đẹp, thế nên cái bài này chắc ngon điểm cao, nhưng mà tới đưa cái thầy chấm là rớt mất tiêu. Bao nhiêu thầy cô hiểu chỗ này, còn mình chỉ hờ đi ạ. Như vậy thì chúng ta có hẳn một cái lộ trình chuyên môn ha, để mình biết mình đang đi đến đâu. Rồi như vậy thì trong show lên lần nữa và thầy cô comment coi là mình đang ở con số mấy. Thì gõ con số luôn. Sau cái buổi hôm nay thì rất là nhiều thầy cô mới sẽ biết là mình phải bắt đầu đi từ đâu đến đâu. Chứ nhiều khi mình vào cái nó cũng, tại vì mình mới quá. Và mình thấy gì trời sao gì cộng đồng quá trời nhiều chương trình đào tạo, mình cũng không biết là mình đi như thế nào. Thì hôm nay là trả lời rất là nhiều cái câu hỏi về lộ trình. Buổi hôm nay thì chưa đi vào chi tiết được, sẽ tiếp tục có những cái buổi đi vào chi tiết nữa nha. Mà cái buổi này là cái buổi rất là quan trọng để mà định hướng, để thầy cô biết là mình phải chọn cái mục tiêu nào và mình đi đến đâu, mình làm được cái việc gì. Còn số số 5, số 4 cũng rất là nhiều ha. Số 6 luôn. Rất là biết ơn các thầy cô gõ số 5, số 6. Đây là những người phụng sự rất là tuyệt vời. Rồi có thầy cô gõ số 0 luôn, tức là chưa có gì hết. Rồi thầy cô mà chưa không hết là chưa có gì thì bây giờ thì chưa có cái lịch học mới về cái mind map dành cho giáo viên, thì chúng ta có thể là trong đang nhờ thầy Vương để lấy lại 4 cái video mà vừa rồi thầy Vương với thầy Trung dạy, thầy Trung dạy trên sóng của Tâm Trí Lực á. Đó là cái bộ video gần đây nhất, chuẩn nhất. Thầy tập hợp lại là đây là buổi 1 thầy cô cần xem link này, buổi 2 xem link này, buổi 3 xem link này, buổi 4 xem link này. Đó thì tức là mình học, mình có cái đường link và mình chủ động mình học. Mình xem buổi 1, buổi 2, buổi 3. Và trong đó có yêu cầu gì thì mình làm theo. Thì như vậy là không có học trực tiếp qua Zoom mà sẽ có những cái link để mình cho mình học. Các thầy cô gọi số 0 ha. Chứ mình ví dụ như mình chờ mà để cho có một cái lịch mới, lớp mới thì không biết là cái lịch tháng 8 như thế nào thì trong cũng chưa có nhận được. Theo yêu cầu là công ty cứ mỗi tháng sẽ có một cái lớp để cho những thầy cô đang gọi số 0 đây nè. Rồi thầy cô nào chưa có học cái lớp nào hết thì comment số 0 đi. Rồi trong xem có nhiều hay không để ưu tiên luôn. Số 0 cũng quá trời nhiều. An làm giúp anh một cái form theo cái lấy thông tin của thầy cô đang dạy trường nào, dạy lớp mấy, môn nào, thầy cô đã học cái lớp nào rồi, đã học cái lớp nào rồi để mình biết ha. Ví dụ thầy cô nào mà đang là số 0 thì mình sẽ gửi những cái video. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Về cái câu lạc bộ, ví dụ nãy mình đang ở cái chỗ số 3 đi, số 3 chính là câu lạc bộ. Thì ở trong câu lạc bộ thì hiện tại á, thì chúng ta chỉ đang ở sinh hoạt là online thôi. Nhưng mà cái định hướng dài của câu lạc bộ thì cũng có những cái hoạt động offline rồi mà chưa có triển khai được về các cái tỉnh. Thì các hoạt động offline hiện tại thì chủ yếu là nằm ở các cái đối tác cấp 1 tại tỉnh thôi.
có văn phòng thôi, chứ còn đa phần thì thầy cô ở đâu cũng cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ online được hết ha. Đó, thì mình đang có những cái buổi sinh hoạt hàng tuần vào sáng chủ nhật đó. Đó thì chúng ta sẽ có tham gia như vậy. Có một số thầy cô thì có đăng ký và có phản hồi nói là tham gia câu lạc bộ nhưng lại không tham gia vào sáng chủ nhật được. À, thì thầy cô sẽ chờ thêm đi ha, chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, thì sẽ có các câu lạc bộ online sinh hoạt vào cái khung giờ khác để mình tham gia vô ha. Ở trong cái câu lạc bộ á thì đây là những cái mục tiêu. À, mình tham gia câu lạc bộ thì như trong nói là câu lạc bộ là cái nơi mà tạo cái môi trường cho thầy cô thực hành đó, cho nên là thầy cô sẽ được những thầy cô gọi là trọng tài, những chuyên gia, trong tạm gọi là chuyên gia, để mà đồng hành hướng dẫn cho mình vẽ mai mắt thành thạo, tức là đưa ra cho mình những cái chủ đề, những cái video, những cái bài văn bản để mình đọc, mình vẽ thành sơ đồ tư duy đó. Như vậy thì mình cứ thực hành, thực tập, mình vẽ liên tục đó, rồi mình áp dụng vào việc giảng dạy. Thì trong đây sẽ có những cái phần thị phạm cho mình để mình bắt chước, mình làm theo đó, mình tổ chức để mình giảng dạy cho học sinh. Và những thầy cô mà tham gia thành thạo này thì bắt đầu mới dạy cho học sinh và lại phát triển đi từ số 3 này nè, mình lại phát triển tiếp là mình vô số 4, số 5, số 6 đó, tức là tham gia vào đội ngũ trọng tài. Thì ở trong câu lạc bộ sẽ có những cái nội dung sinh hoạt, là đầu tiên là theo chủ đề, tức là chủ đề ở đây là cho mình ví dụ như nói về chủ đề ngày sinh nhật đó, cho một chủ đề ngày sinh nhật, thầy cô cứ vẽ những cái từ khóa, những cái ý về liên quan đến chủ đề sinh nhật. Cho một chủ đề về gia đình, rồi thầy cô sẽ vẽ một cái chủ đề về liên quan về gia đình. À, còn cái số 2 á, là cho mình đọc một văn bản, một cái văn bản, sau đó mình sẽ chọn lọc từ khóa, mình vẽ thành sơ đồ tư duy. À, hay là cái chỗ số 3 đó là cho mình xem video, một đoạn video ngắn của thầy Phong, hai video, một video đó, mình xem một video thì mình vẽ thành sơ đồ tư duy. Đó, và ở trong đây thì thị phạm tức là mời những thầy cô đang dạy bằng phương pháp sơ đồ tư duy tại trường, tại lớp á, thầy cô sẽ vào để chia sẻ là thầy cô đã làm nó như thế nào để mà có thể áp dụng dạy học bằng sơ đồ tư duy được. Và như vậy thì mình sẽ bắt chước những người có kinh nghiệm, những người đi trước để mình làm. Ở ngoài trong câu lạc bộ thì thảo luận, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ qua lại với nhau. Và có những cái định hướng như là nếu mà mình sinh hoạt trên online, sau này mình lại offline, tức là offline thì phải theo địa phương, ví dụ mình ở tỉnh nào. Và ví dụ như ở cái tỉnh nhà của mình mà chỉ cần có một cái chương trình liên quan đến sơ đồ tư duy, ví dụ một cái cuộc thi, thế là mình sẽ mời các thầy cô ở tại cái tỉnh đấy tham gia những cái buổi sự kiện, hội thảo, rồi cuộc thi, vân vân. Đó là những cái buổi offline, là mình tổ chức những cái buổi gặp gỡ với nhau offline tại cái tỉnh. Nhưng mà hiện tại thì cái hoạt động offline nó chưa có triển khai được nhiều ha. Rồi chúng ta qua tiếp ở cái giáo viên dạy phương pháp sơ đồ tư duy và gia sư thông thái. Thì cái này mình cần cái gì? Nếu mà mình dạy phương pháp cho học sinh thì đầu tiên là mình cũng phải học, đúng không ạ? Mình vẽ, mình thành thạo, rồi sau đó mình thi để mình đạt, tức là mình học cái chỗ số 4 á. À, giống như vừa rồi các thầy cô mà học với thầy Mai Rắc á, vừa rồi có thầy cô nào học không ạ? Nếu có mình comment số 4 đi ạ. Thì thầy cô học xong thầy cô thi, đúng không ạ? À, mình thi, mình nộp bài đó, rất là nhiều thầy cô học nè. Thì sau đó mình đạt thì mình được cái chứng nhận người thực hành, và mình kể từ thời điểm đó là mình đã được ưu tiên để mở những cái lớp này rồi đó. Nhưng mà cũng có những tình huống như thế này nha. Đó là mình mặc dù mình học 1, 2, 3 nhưng mình rất là giỏi, rất là thành thạo, và mình mở lớp mình dạy trước rồi. Có được không ạ? À? Được bình thường, mình mở lớp mình dạy cho học sinh miễn phí, được bình thường, đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào một cái văn phòng, một cái nơi, ví dụ như ở văn phòng của Mỹ Hưng, thì trong không ưu tiên các thầy cô không có chứng nhận được. Tại vì dù sao á, mình là đơn vị lớn, ví dụ mình chiêu sinh đó lên, mình nói ở dạy học bằng sinh phương pháp sơ đồ tư duy, cái có một cái phụ huynh người ta cũng kỹ tính lắm, nói ô ê bây giờ ông Trông ơi, ông dạy cái lớp đó thì thầy cô có chứng nhận chứng chỉ gì không vậy? Cái mình không lẽ mình nói không, thầy cô tôi chưa có chứng nhận chứng chỉ mà giỏi lắm. Nói vậy đâu được, đúng không ạ? Đó cho nên là cũng sẽ có những người sẽ hỏi như vậy đó. Anh nên là nói lý do tại sao mà thầy cô muốn làm mà nó bền vững á, thì chắc chắn là mình phải
học cái chứng nhận chứng chỉ đấy thì nó mới bền vững được, chứ còn không là mình chỉ có làm được một cái đoạn thôi. À, thì sau đó thì các thầy cô họ có chứng nhận chứng chỉ thì phải ưu tiên cho những người đấy, cho nên là đoạn đầu á thì các thầy cô chưa có chứng nhận chứng chỉ vẫn vẫn dạy bình thường, nhưng bây giờ gần như là không được dạy nữa rồi. Gần như là không rồi, tại vì năm rồi đó nha, cái năm mà 2021 á, thì cái số lượng rất là ít các thầy cô có cái chứng nhận, nhưng mà năm nay thì rất là nhiều đó. Như vậy thì mình phải ưu tiên cho những thầy cô mà đã bỏ cái chi phí, tức là mình học mình phải có chi phí chứ bộ, mặc dù giảm 40% cũng phải đóng 2 triệu mấy chứ. À, thì có phải là trong đang giúp cho thầy cô là mở lớp mình đứng thầy cô dạy một buổi như vậy thì cũng được 300, 400 hoặc 500, thì vậy là nhiều buổi mình đã thu được cái tiền vốn về thì mình phải ưu tiên cho những người đấy, đúng không? Thầy cô hiểu đằng này thì mình comment chị Hà giúp trong đi ạ. Đó, như vậy thì dạy mind map hoặc là gia sư. À, gia sư lát nữa nói thêm về phần gia sư ha. Thì sẽ cái bước đầu tiên là học, và phải ở cái chỗ số 4 á. Số 4 chính là học với thầy Mai Rắc và thi đạt có chứng nhận người thực hành sơ đầu tư duy chuẩn quốc tế ha, là được ưu tiên. À, nhưng mà cũng có tình huống thế này, đó là mình học mình thi đạt nhưng mình không có áp dụng nhiều, không có thực hành nhiều, tức là vô học thi rồi đạt cũng có chứng nhận nhưng mà thực hành rất ít. Theo thầy cơ có không à, ai nghĩ có thì comment chữ có. Có chứ, có nhiều lắm. À, tức là cũng có thầy cô học xong rồi cũng cũng thi, tức là thi thì vẫn 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 qua nha, vẫn đạt. À, nhưng mà đến trường mà hỏi có vẽ thường xuyên hay không, có dạy cho ai hay không, có áp dụng cho trường hay không thì là cũng không, để không thì đâu được ưu tiên. Hiểu không? Như vậy đó là mình sẽ có học nè, vẽ nè, rồi có chứng nhận nè, nhưng mà cũng phải liên tục thường xuyên đang áp dụng. Như vậy thì cái đó, cái điều trong đưa ra đó là thầy cô phải áp dụng thực tế đó. Như vậy nếu mà giữa hai thầy cô mà một thầy cô mà có chứng nhận mà chả có lớp thực tế nào hết, với một thầy cô chưa có chứng nhận nhưng quá trời lớp thực tế, thì trong vẫn ưu tiên cái người có thực tế và sẽ bồi dưỡng chào một cái khóa có thể mà rắc dạy giống như vừa rồi, thì kêu cô ơi cô vô cô học đi chị bổ sung hồ sơ. Nhưng mà chứ mình không có chọn cái người mà trời chưa có cái lớp thực tế đâu hết, vẽ thì không có thành thạo làm sao mà giải. Đúng không? Rồi bao nhiêu thầy cô hiểu đến đoạn này comment chị Hà đi à, để mình biết chứ mình bảo tôi có chứng nhận chứng chỉ rồi đó mà sao không gọi tôi. Trời, thầy cô đâu có cái lớp nào đâu, đúng không? Chưa có dạy gì hết, chưa có mở lớp dạy học sinh, cái nhóm 3 4 người cũng chưa có đứng nữa, làm sao mà dám đưa cho thầy cô lớp 30 người, tại vì văn phòng của Nguyễn Hưng mở là không bao giờ dưới 30 hết đó. Mở cái lớp cho thầy Vương đặt đầu tiên trong mã phát thầy Vương lên là 400 giáo viên luôn. Và phòng Zoom thì thầy cô cứ nhắn ở phòng Zoom full rồi full rồi full rồi, tức là mình không ngờ là nó đông vậy luôn á, đúng không? Đó cho nên là mà nếu mà mình chỉ làm có vài người mình lên cái lớp mà tự nhiên hàng trăm người vô là mình khớp liền, mình nói cứ nói vướng này vướng kia luôn, đúng không? Đó nên cũng phải đi từng bước. Cái bước số 3 làm khi mình đã dạy rồi, có chứng nhận rồi, có thực tế rồi, thì cũng phải thông qua một cái vài cái bước kiểm tra. Thì trong có nhờ ở cái hiện tại thì đang ở cái cấp tiểu học á, thì có nhờ thầy Dũng hiệu trưởng trường Mỹ Thuận B Vĩnh Long, thầy sẽ là cái người mà đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá phỏng vấn kiểm tra gì đó, trong nói thầy Dũng ơi đây là 10 thầy cô mà chúng em đã chọn ra là đã có chứng nhận chứng chỉ, đã có dạy những cái lớp thực tế rồi, bây giờ đưa cho thầy 10 thầy cô nhưng mà đợt này em cần có 5 thôi, thì thầy chọn làm sao 5 người để lên Zoom, thì cái việc chọn này là sẽ do thầy Dũng và cô Hồng, trong có nhà thầy Dũng, cô Hồng và cô Trang, tức là ba cô. Thầy Dũng, cô Hồng, cô Trang là nằm trong ban gọi là đánh giá kiểm tra cuối cùng ở cái khâu mà phỏng vấn nói chuyện, còn văn phòng là làm cái việc là phòng đào tạo đã làm 2 cái bước này rồi, còn bước này là giao cho 3 thầy cô cuối cùng thì bắt đầu mới lên được cái lớp gọi là dạy bằng dạy dạy sơ đồ tư duy cho học sinh. Tức là định hướng như thế này nè, sắp tới thì văn phòng của Nguyễn Hưng sẽ mở rất rất là nhiều những cái lớp mà cứ chiêu sinh 30 bé thì có một thầy cô lên sóng, 30 bé thì giao cho một thầy cô, có 30 bé giao một thầy cô, và trong 30 bé này thì có 2 cái đại lý lại kèm cặp phụ nữa, tức là một thầy cô dạy thì có 2 người phụ và 2 người thì mỗi người được chia ra chăm sóc 15 bé. Chăm coi như là rất là kỹ đó. Và còn chương trình gia sư thông thái thì cái tiêu chí chọn cũng giống y như nhau, nhưng mà gia sư thì nó lại bền hơn,
đó là sau khi mà mình dạy sơ đồ tư duy đúng không ạ? Thì có rất là nhiều phụ huynh người ta sẽ mua cái ứng dụng, cái công cụ 5 phút thuộc bài. Nhưng mà phụ huynh thì người ta không đồng hành dài với con lộ trình dài được. Thì làm sao? Mình mới nói là văn phòng có một cái chương trình đó là gia sư thông thái. Cái gia sư thông thái này là dạy rất là nhiều môn, phải dạy luôn cả song ngữ tiếng Anh đầy đủ hết. Thì thầy cô mình giống như là cái người mà làm dạy bằng cứ mở app lên học và báo bài vậy đó, theo cái kiểu giống như báo bài. Thay vì mình đi dạy thêm theo kiểu cũ thì giờ mình dạy thêm theo kiểu của 5 phút thuộc bài của sơ đồ tư duy. Bao nhiêu thầy cô hiểu đến cái đoạn mà này thì chúng ta comment số 6 đi ạ. Đó, gia sư thông thái nó chỉ vậy thôi. Nó không giống như cái kiểu cũ thôi đúng không? Nhưng mà nó dài nha. Như vậy á, thì đồng nghĩa là phụ huynh người ta sẽ trả tiền cho mình. Nếu mình làm tốt rồi phụ huynh sẽ trả tiền định kỳ luôn. Bây giờ thì cứ 1 tháng. Thế là học sinh lại tiếp tục đóng phí giống y như là đi học thêm trên online. Liên tục như vậy. Và gần đây á, nó liên quan đến cái phần về chính sách. Trong cũng nhận một số phản hồi từ một số tỉnh rồi. Đó là cái việc mà dạy thêm học thêm tại trung tâm bây giờ rất là khó luôn. Tức là văn bản nó gửi xuống về các cái trung tâm luôn. Việc mà gọi là dạy thêm học thêm là được đang được chấn chỉnh rất là dữ. Đó, sẽ sắp tới sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đó. Cho nên mà nếu thầy cô nào mà đang tiên phong, tức là chúng ta yêu thích cái phương pháp sơ đồ tư duy, có chứng nhận chứng chỉ, có dạy những lớp thực tế mà mình lại tham gia vào trong cái chương trình gia sư online này thì nó hay, tại vì cái này nó nhẹ. Tức là giống như mình đưa mình nói à con ơi, tối này là con xem bài trước, tại mình biết cái tuần này con sẽ học cái bài gì rồi đúng không ạ? Mình biết chứ sao không biết, nó báo bài đúng không? Vô ở bài cô ghi chuẩn bị cho cái gì đúng không? Hoặc là cái con đang học cái bài nào thì giờ chuẩn bị cho bài nào mình biết hết trơn rồi. Thì mình nói con có app rồi đúng không? Vậy thì con vô cái môn toán lớp 4 cái bài số 10 con xem cái này. Như là mình là cái người mà và mình check với học sinh rồi làm xong thì con báo cho cô đó, thế là học sinh cho báo cô Lệ ơi con đã làm xong con đã xem xong rồi như vậy thì con vô cái phần này con làm bài kiểm tra rồi con xong rồi con chụp cái hình con gửi Zalo cho cô đó là con lên nó cứ là xong nó chụp tấm hình đây con đã làm xong điểm đây mà trên áo nó chứng minh đàng hoàng nó đâu có nói dối được đúng không ạ? Bao nhiêu thầy cô hiểu rồi comment chữ hờ đi ạ. Như vậy thì cái chương trình đó thì chờ thêm một khoảng thời gian nữa các thầy Dũng các thầy cô rồi cũng lên để chúng ta có một cái chương trình một cái lộ trình sẵn và sau này chúng ta cứ đi đây là cái chương trình nó đi dài theo cái chương trình học của phổ thông trong trường học sao thì mình cứ đi theo vậy mình giống y như là cái người gia sư báo bài từ xa đúng không? Giống như làm hiện tại nó khó vậy còn làm được mà cái này làm dễ quá trời dễ. Bao nhiêu thầy cô nghĩ mình làm được comment chữ được quá dễ hoặc comment là quá dễ. Quá dễ chứ còn gì nữa. Mà quá khỏe anh. Có cái app động thực bài để làm hết trơn rồi thì mình chỉ là cái người chết lại mà phụ huynh á, người ta bận rộn lắm thiệt á. Phụ huynh có nhiều phụ huynh nói anh Trọng ơi bây giờ anh tìm nhanh đi, tôi đang cần có thầy cô chỉ cần đồng hành với con tôi thôi, tháng trả mấy trăm người tôi trả liền à. Cái nhu cầu này nó nhiều khủng khiếp luôn á. Quá trời nhiều luôn, nhu cầu này từ năm trước tới năm nay luôn chứ không phải là gần đây đâu đó. Nên là đợt này là chắc chắn với tổ chức. Tại năm trước mình làm không nổi do đội thầy cô mình còn yếu quá. Thầy cô chưa có ứng dụng mai mát nhiều. Mà ví dụ như lỡ học sinh vậy nè. Trong cái lúc mà mình đồng hành á. Cái có cái học sinh. Nó thi cái cuộc thi quốc gia hàng tuần á. Cái nó báo qua nó nói. Cô Ngọc ơi. Con vẽ cái mai mát này cô xem giùm con ơi. Con nạp bài được chưa? Cái cô Ngọc không lẽ cô nói. Cô không biết. Con đi hỏi thầy Vương đi. Chết luôn. Hiểu mà. Đó lý do tại sao mình làm gia sư thông thái nâng cao á, gia sư thông thái á thì mình cũng phải giỏi mai mát, mình cũng phải có ưu tiên càng ngày cũng càng phải mình phải biết cái luật đúng không ạ? Chứ nó hỏi một phát không lẽ mình nói cô đâu có vua chưa cái vụ thi này cô không biết thì nó kỳ dữ lắm đúng không? Cho nên mình cũng phải nâng liên tục lên chứ nó hỏi á, tại vì đồng hành mà đồng hành thì có phải đồng hành báo bài nè, đồng hành học bài trong trường trong lớp, nhưng mà có những đứa nó giỏi nó học cái chuyện kia rồi nó búng tay cái vẹt rồi nói cái này là chuyện này còn búng tay phát là xong. Nó con muốn tham gia cuộc thi kìa, thấy cô Ngọc nói cô không muốn hỗ trợ con được rồi. Thì như vậy thì cô Ngọc phải làm gì, phải lên cái chỗ số 4, số số 5 nhá, phải trở thành trọng tài để biết luật, hoặc là chưa cần bằng cấp nhưng mà cũng phải học cái lớp trọng tài. Thì học ở đâu, học trong câu lạc bộ á.
vô câu lạc bộ học. Thầy cô vô đó thì học lớp trọng tài trong câu lạc bộ nha. Từ từ sẽ được nâng chuyên môn lên hết thì mới dạy được, chứ tại lúc học sinh nó hỏi một phát mình ngớ người ra thì thôi như là thua luôn. Và phụ huynh lúc đó bảo trời ông chọn thầy cô kiểu gì mà nói là mai mát đồ ghê lắm mà sao con tôi hỏi luật thì chấm thi được các kiểu thì thầy cô bảo không biết đó, thấy kỳ không ạ? À? Đó nên là trong giải thích rất là kỹ để thầy cô hiểu được là cái việc chọn thầy cô cũng rất là quan trọng trong để cho cái chương trình nó thành công á. Rồi cái đó giao cho thầy Dũng lo, thầy Dũng thì cực kỳ giỏi cái này, thầy có đến 27 năm kinh nghiệm này. Rồi có một cái chương trình mà nó khó vô cùng. À, xem lại nha. Tức là cái số đỏ này nè, giáo viên đồng hành. Rồi rồi cái này là nó ví dụ như là dạy mai mát hay là gia sư thông thái thì cái này là chuyện quá nhỏ, đúng không? Rồi câu lạc bộ, tổ chức câu lạc bộ thì thầy cô mà tổ chức câu lạc bộ thì nhớ giúp trong là học cái chứng nhận người thực hành và đồng thời cũng phải học cái các cái tiêu chí của chấm thi của trọng tài, có bằng hoặc không có bằng không quan trọng. Còn nếu mà mình có bằng thì mình sẽ được tham gia vào đội ngũ trọng tài chấm cuộc thi quốc gia hoặc là sau này của tỉnh hay của trường ấy, thì mình phải có cái bằng của trọng tài thì mình mới được tham gia những cái hoạt động đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ mới chưa có nha thì mình vẫn làm được, nhưng chắc chắn mình phải thông qua cái lớp trọng tài. Thì các thầy, thầy Thăng, thầy Vương, thầy Dũng, các thầy thầy dư sức, các thầy sẽ dạy lại cho mình. Chưa được cấp chứng nhận thôi, và sau này thì có lớp lớp trọng tài của thầy Manat thì mình bay vô mình học, mình bổ sung sau ha. Thì có một cái lộ trình mà nó khó vô cùng, đó là giáo viên hiện tại. Ôi ơi, cái này nó nan giải lắm, rất là khó nhưng mà xứng đáng để làm. Thì giáo viên hiện tại cũng sẽ thông qua ba cái bước. Giáo viên hiện tại đòi hỏi nè, đầu tiên là khâu tuyển sinh. Hiện tại á, tức là hiện tại từ đây trở về sau, giáo viên hiện tại thì phải có bằng về sư phạm, không chọn các giáo viên mà bằng khác nữa rồi. Ví dụ như trước đây mình có thể bằng tài chính, kế toán hay là ngành khác mình qua mình học, mình ví dụ mình học thuộc trăm số, nhớ trăm số, học mai mát chuẩn đàng hoàng đầy đủ hết, học sơ đồ bằng thì mình được vô. Nhưng bây giờ khó hơn, tức là sẽ thêm một tiêu chí nữa, đó chính là vừa rồi cô Vượng có báo với trong rồi, tất cả những thầy cô mà sau này trở thành giáo viên hiện tại phải có chứng chỉ học ở bên ngành sư phạm nha. Tức là các trường sư phạm ra thì sẽ được vô cái bước tuyển đầu tiên về tuyển sinh. Cái đợt vừa rồi thì chưa có bắt cái đó. Và chưa kể nữa đó là như các thầy cô mà đợt tuyển chọn vừa rồi á, sắp tới các thầy cô lại được phải học thêm một cái chứng chứng chỉ về việc là giảng dạy kỹ năng sống. Cái đó bổ sung sau. Rồi cái bước số 2 là chuyển giao cơ bản, đó là thầy cô sẽ học qua video và kiểm tra. Tức là cái chuyển giao level 1 này nè, thì thầy cô sẽ học cái bộ video của thầy Phong về cái chương trình cha mẹ hiện tại và thi đạt phải 8 điểm trở lên. Và bây giờ phụ huynh cũng vậy luôn, hồi đó 6 điểm rưỡi là được rồi, bây giờ là phải từ 8 điểm trở lên thì con mới được học trong chương trình hiện tại. Còn thi hoài mà không được 8 điểm thì coi như cứ chờ đấy. Cứ thi bao giờ mà đạt 8 điểm đó, thì con sẽ được tham gia vào chương trình hiện tại. Đó như vậy thầy cô cũng phải đạt từ 8 điểm trở lên. Thầy học cái video quay sẵn và kiểm tra nha. Rồi qua cái số 3, đó là chuyển giao nâng cao, tức là học cả online và trực tiếp. Như vừa rồi thì có rất nhiều thầy cô ở các vùng miền cũng phải bay về thành phố Hồ Chí Minh để học cái chương trình đào tạo hiện tại 2 ngày với thầy Phong và có những cái kiểm tra trên đó, và sau này còn lại thêm là những cái buổi phỏng vấn. Có một cái ban các thầy cô phỏng vấn từng người từng người từng người luôn để chọn ra, và cuối cùng lại có thêm một cái hoạt động, tức là khi mà chọn một số thầy cô rồi thì lại có thêm một cái hoạt động cuối cùng nữa để mà quan sát. Tức là sẽ có rất là nhiều các cái chuyên gia ở phía sau để quan sát coi thầy cô tham gia vào những cái hoạt động offline này như thế nào nữa, thì mới ra cái đợt mà thầy cô đồng hành hiện tại vừa rồi thì mới giao cho thầy cô là đồng hành tối đa là được 45 bé một lớp, và đó là chương trình mà đồng hành một một năm. Còn một cái mức nó đơn giản hơn
À, đó chính là có cái chương trình hiện tại, nhưng mà hiện tại 3 tháng trải nghiệm thôi, thì không cần phải qua những cái khâu mà như hồi nãy, tức là nó đi từng bước lộ trình hồi nãy. À, thì hiện tại đó thì ở Phú Mỹ Hưng hiện giờ vẫn đang đang triển khai, thì có một số cô là chưa chưa có qua cái sát hạch đầy đủ từng từng bước của tâm trí lực. Ví dụ như là tự nhiên cái hôm đó cái lớp offline đúng cái ngày thầy cô đi gác thi nó xui nó chỉ còn có cái duy nhất là đi vô cái offline đó thôi mà lại không được chứng nhận, đúng không? Tức là thầy cô đã qua hết trơn rồi, bao nhiêu qua đủ hết trơn, cái đến cái bữa cuối cùng offline, đây là cái quyết định cuối cùng, cái đúng cái lịch thi đi gác thi, không có cách nào hết thì thôi phải chịu thôi, đúng không ạ? À, thì những thầy cô đó lại được ở tại văn phòng của Hưng để được đồng hành những cái lớp như là hiện tại 3 tháng á, hồi xưa là ương mầm hiện tại đó. À, thì vẫn vẫn làm những cái lớp đấy được, nhưng mà nếu mà lên cái lớp 1 năm của tâm trí lực thì lên hệ thống thì lại không được, chỉ có những thầy cô được do công ty tâm trí lực chọn sát hạch đào tạo gọi là phỏng vấn đầy đủ hết thì mới đồng hành với lớp 1 năm được. Rồi thầy cô nếu hiểu cái đoạn này thì mình comment chữ hạ tờ đi ha. Đó, cái đó là đoạn hiện tại. Và trong cái tất cả các cái mục tiêu, cái lộ trình á, thì cái hiện tại chính là cái gian nan nhất, nó khó nhất. À, mà trông thấy cái chương trình này nó xứng đáng nhất. Thấy vậy chứ thầy thầy cô làm với phụ huynh vất vả lắm. Ví dụ như mình ví dụ mình đơn giản 2 chương trình này thôi. Mình dạy gia sư thông thái nâng cao đi, gia sư thông thái đi. À, thì mình chỉ có kèm học sinh là chính, nhưng mà mình làm hiện tại là mình kèm cả phụ huynh nữa đó đúng không ạ? Ai hiểu là mình đồng hành với hiện tại là mình phải kèm luôn cả phụ huynh nữa, thì mình comment số 5, thấy không? Mà kèm phụ huynh là nó vất vả hơn rất là nhiều so với kèm học sinh chứ còn gì nữa, đúng không? Hoặc là mình dạy cái chương trình gọi là mind map cho học sinh, thì mình dạy học sinh là chủ yếu, học sinh nó vẽ nó ra đạt kết quả đúng chuẩn là coi như mình xong. À, nhưng mà chương trình hiện tại là chương trình mình gian nan vô cùng rồi, phụ huynh bận rộn rồi, phụ huynh người thì người này người kia rồi, chín người 10 ý đó, nên là giáo viên hiện tại những người phải có rất là nhiều cái thấu hiểu. À, thì bắt đầu mới làm được. Rồi có thầy cô nào muốn tham gia vào giáo viên hiện tại không ạ? À, nếu có thì mình comment chữ muốn đi ạ. Mình biết được cái hành trình nó gian nan như vậy đó. À, đó là đỉnh đỉnh cao nhất. À, để mà vô trong trong giáo viên hiện tại là cao nhất nha. Rồi đâu sao mình biết được là mình phải thêm cái gì, thì chúng ta ví dụ như đây thầy cô cứ chụp hình lại đi. À, đây là 3 bước chuyển giao của hiện tại. À, giáo viên hiện tại câu chuyện chiêu sinh, ví dụ bây giờ mình nói rồi số đồ ban tôi ngon lành, mai mát tôi ngon lành, nhưng mà nhớ số kỹ thuật ghi nhớ tôi chưa chưa thì mình luyện cái này cho nó đạt cái bước 1 này đi. À, và mình đang là giáo viên ngành sư phạm luôn thì coi như mình đã đúng chuẩn cái này rồi, đúng không ạ? Rồi các thầy cô mà không phải ngành sư phạm mà đã đạt cái này rồi thì chỉ có đúng một cái con đường là về hiện tại 3 tháng với văn phòng của Mỹ Hưng thôi, hoặc là văn các cái văn phòng sau này, văn phòng Hồ Chí Minh. À, những cái văn phòng mà đang được chứng nhận đó thì hiện tại chỉ mới có 2 văn phòng thôi, 2 văn phòng đại diện là Phú Mỹ Hưng và văn phòng Hồ Chí Minh ở Gò Vấp. Đó là 2 cái nơi mà được sát hạch vừa rồi là tốt nhất, đạt tất cả các tiêu chí để mà nhận hiện tại đó, thì đó 2 cái nơi đấy. À, như vậy là thầy cô không có bằng sư phạm thì dạy lớp 3 tháng thôi được rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà mình đã đang là thầy cô có sư phạm rồi thì mình chỉ cần bổ sung đủ cái này thì mình lại qua bước này. Mình qua bước này thì đây là mình lại học video mình thi, trời cái này trông thấy thi ai cũng đạt trơn á, 100 người có 3 người rớt. À, à không có gì khó cả, đúng không? Đó mình cứ học, mình học đi học lại, học đi học lại, mình thi kiểu gì rớt lần này lần sau cũng đạt. À đúng không? Nên là cái bước 2 này rất là dễ đó. Rồi nó qua cái bước đây, đây là bước số 3 đây nè, phỏng vấn này nè. À, phỏng vấn kiểm tra đào tạo offline và online, 2 này kết hợp rồi cộng với việc phỏng vấn. À, để mà chọn ra người cuối cùng thì cái này là cái bước cũng sàng lọc cũng dữ lắm ha. Tại vì liên quan đến việc vô đây là thầy cô phải thể hiện dữ lắm, nên là mình nhiều khi mình giỏi đây dữ lắm nè. À, có thầy cô thì nhớ đến 300 số luôn nhưng mà lại vô trong đây thì không được chọn, mà có người 100 số thì đã được chọn, tại vì thầy cô đó có kỹ năng giao tiếp tốt hơn, có sự kết nối với phụ huynh học sinh tốt hơn. À, mình cần cái người
kết nối giao tiếp tốt, thấu hiểu người khác, giải quyết được vấn đề giỏi, chứ không cần giỏi về quá trời nhiều, ví dụ nhớ 300 số để làm gì. Đó là nên là cái khâu phỏng vấn sàng lọc cuối cùng ở số 3 này. Rồi làm đại sứ thì dễ hơn. Rồi cái này quá dễ. À, đây chắc coi là cái dễ nhất. À, mình làm cái gì? À, bước 1 đó là áp dụng thuộc bài, mình phải hiểu nó có lợi ích gì. Cho trong hỏi là bao nhiêu thầy cô đã hiểu được cái lợi ích, là mình có thể nói được lợi ích của 5 cuốn thuộc bài thì mình gọi số 5, còn nếu chưa mình gọi số 0. Rồi quá trời người số 5 luôn. Đó đó đó, quá trời số 5, hình như rất ít số 0 đúng không ạ? À. Đó, mình có thể nói được lợi ích của 5 phút thuộc bài. Rồi, số 5, số 5, số 5, quá trời số 5. Rồi ha. Rồi thêm cái nữa là mình học MyMath thì mình không có cần chứng nhận quốc tế chứng gì hết á. À, mình chỉ cần học một cái lớp MyMath cơ bản với thầy Trung, thầy Vương là đủ rồi đó. À, là không có cần phải chứng nhận chứng gì cả. À. Và sau khi mình đã hiểu năm cái lợi ích này, à, mình đã có học cái mind map, mình đã có vẽ, có thực hành, à, thì mình lại chuyển qua cái bước số 2, đó là áp dụng hiệu quả. Tức là ví dụ như, à, mình không có cần dạy mind map cho học sinh gì cả, nhưng mà mình có thể hướng dẫn cho học sinh sử dụng cái app 5 phút thuộc bài này để các con học tập nó hiệu quả là đạt. À, bao nhiêu thầy cô vừa hiểu cái ý là áp dụng hiệu quả trong thực tế cái ứng dụng 5 thuộc bài á, à, thì chúng ta comment số 2 đi. Vậy là mức độ cái này nó dễ hơn rất là nhiều. Tức là mình hiểu lợi ích nó, mình hiểu là học sinh nó gặp vấn đề gì thì sử dụng cái phần nào, ưu tiên nhiều hơn, đưa lên lộ trình nhiều hơn, à, đồng hành trong cái việc báo bài, à, học tập ở trường. Đó, như vậy là đủ rồi. Và học sinh đó nó học tốt, nó học nhẹ nhàng, nó học vui, à, với cái app này là xong. Đó, mình trở thành cái người đại sứ lan tỏa, rất là dễ, đúng không ạ? Còn về kỹ thuật tí xíu là qua bước 3, đó là cái gì? À, mình đăng ký một cái tài khoản tiếp thị liên kết này cũng miễn phí luôn. Để chi? À, để có một cái link. À, có một cái link để mình gắn cái mã số của mình vô. Tức là cái link này á, là nó chung hết, thì chỉ cần nó gắn cái mã số của mình vô thì, à, nó thành cái link riêng của mình. Và phụ huynh chỉ việc click vào cái, ví dụ như mình tặng quà nè. À, mình đi tặng một món quà. À, thì phụ huynh chỉ cần click vào cái đường link mà có cái ID của mình, à, thì trên hệ thống nó sẽ ghi nhận là đây là cái phụ huynh, à, do cô Lệ giới thiệu, và hệ thống nó ghi nhận, à, phụ huynh này từ nguồn cô Lệ đưa về có 10 người, à, và trong 10 người này thì lại tham gia vào một cái chương trình học nào đấy, tự nhiên mua cái tài khoản 5 thuộc bài thế thầy cô có hoa hồng, à, bằng cái việc là gì, mình chỉ việc là đi, đăng ký cái đường link, đi tặng quà, phụ huynh vào đó có thể học lớp này học lớp kia gì đấy, nhưng mà mua trên cái hệ thống phát là coi như là nó chi nguồn ra được, tại vì mình có đầu tư một cái hệ thống nó có thể chi nguồn tất cả phụ huynh mua cái gì nó cũng cũng lôi ra được hết đó, đúng không? Thì sẽ trả ngược lại cho thầy cô. À, như vậy thì ở cái mức độ mà của đại sứ á, thì nó rất là dễ, đó là mình chỉ cần là giải quyết được cái vấn đề trong cái việc học tập của con, ứng dụng MyMath và áp dụng cái thuộc bài là đủ rồi. Bao nhiêu thầy cô thấy nó quá dễ thì comment quá dễ. Rồi nó dễ nhất á. Đúng không? Coi như mình chỉ cần học, số 1 thôi. Là coi như là xong rồi đó. Có đúng một cái mục tiêu số 1 là mình trở thành đại sứ được rồi. Quay lại xem lại cái nhóm mục tiêu số 1 nha. Có thầy cô nào mình cần cái slide này để mình biết, để mình lưu lại, để mình còn phấn đấu không ạ? À? Đây, mục tiêu số 1 đây, chỗ này. À, mình chỉ cần đơn giản, mức độ rất đơn giản. Hiểu cái app 5 thuộc bài nó có lợi ích gì. Rồi, đồng hành với học sinh, à, nó học, nó ra kết quả, hiệu quả. À, là thế là mình trở thành đại sứ được rồi đó. Rồi, như vậy thì thầy cô nào muốn nhận cái slide, chúng ta điền vào cái form mà em An gửi vô, em An gửi lại giúp anh, à, một cái form cho thầy cô điền đầy đủ thông tin, họ và tên, email, số điện thoại. Cái slide này sẽ được gửi qua email, không được gửi vào nhóm. À, và cái slide này thì rất mong thầy cô là thầy cô nhận, thầy cô cứ giữ đấy cho mình, à, đừng có khoan hay chia sẻ cho ai.
ai nhiều khi chia sẻ cái người đọc cũng không hiểu đâu. Đúng là mình vô đây mình ngồi mình nghe và mình hiểu, chứ nhiều khi đưa cái slide cũng chả hiểu là số 1 là do được cái gì, số 2 được cái gì, đúng không ạ? Ai đồng ý thì comment số 3 đi ạ. Cho nên mình có share cái slide này đi cũng không ý nghĩa gì. Và có một cái tin rất là vui, đó là cái buổi hôm nay thì Trong có quay lại video, cho nên là sẽ cái bộ video và cái like này nó phải đi cùng với nhau. Cho nên thầy cô muốn share cho đồng nghiệp cũng được, nhưng mà sẽ chờ thêm là mình sẽ được nhận thêm cái nguyên cái buổi video tối nay luôn. Cái mình đưa cái slide và mình nói đây đó slide và cả cái video, nhưng mà phải xem nha, tôi mới 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 gửi tặng. Đó. Đã, thầy cô giúp Trong dành 2 phút để đi. Ai mà không có điền vô cái form này là không có nhận được slide gì đâu, cũng không nhận được video luôn. Có 2 phút mình uống nước đi, mình uống nước sau đó mình điền vô cái form. Mục tiêu của mình là gì mình ghi rõ vào đó nha. Mình đang số 0, mình đang chưa có gì hết, thì mình cũng sẽ ghi vào để có một cái chỗ là quý thầy cô đã tham gia khóa học đào tạo giáo viên mai mốt nào nè. Nếu mình chưa học gì đó thì mình ghi là chưa học. Còn mình đã học cái chỗ nào thì mình ghi cái nội dung đó. Rồi, thầy cô có chứng nhận thực hành mai mốt quốc tế hay chưa? Và sẽ biết thầy cô là đang ở mức độ nào. Khi điền thì thầy cô nhớ điền giúp Trong là chính xác email của mình nha. Rồi có người điền sai á, ví dụ như là gmail.com, không có chấm vn đâu, mà gmail.com có người vẫn ghi là chấm vn. Và thường á, thì những email nào điền sai thì Trong không có tự sửa, mình biết là email mình có thể sửa lại được á, nên là không có đủ thời gian để mình làm cái việc đấy, nên là thầy cô lại không không được nhận. Rồi cứ làm mỗi lần gửi email thấy lần nào cũng có người sai hết. À, mình có tập trung 1 phút mình điền cho nó chính xác nha. Trong hỏi là sau khi mà mình tham gia từ đầu tới giờ đó, thì mình biết được là ví dụ như mình biết được cái lộ trình mình phải đạt cái gì để mình đạt cái mình đạt mục tiêu chưa? Bao nhiêu thầy cô biết rồi comment chữ bờ đi. Còn chưa comment số 0. Cái buổi này gọi là định hướng về một cái lộ trình mình muốn trở thành giáo viên hiện tại, thì đó những tiêu chí nó như vậy đó. Thấy thiếu cái gì thì bổ sung cái đó vô. Đúng không? Rồi muốn làm đại sứ thì dễ lắm, có chừng khoảng chừng tham gia học thực hành 1 tháng, tháng là coi như đã đổ lại thôi, 1 tháng đổ lại là xong. Tua lại tí xíu nha. Đây là các mục tiêu, đúng không ạ? Đây là cái lộ trình, cái lộ trình mình cho phát triển. Rồi bên dưới đây là những cái phần chi tiết, thì thầy cô cứ xem.
À, hay cô xem coi là nhận cái slide này xong, nhiều khi mình nghe qua cái mình cũng quên luôn, đúng không ạ? Đó, thì mình có mục tiêu thì mình sẽ ghi một cái mục tiêu và mình xem là mình đang bị lộ trình của mình mới có bắt đầu thôi, chỗ số 2 thôi, thì bây giờ mình phải nâng lên số 3, số 4. À, mình phải làm liên tục, mình thực hành liên tục để mình thành thạo, à, mình áp dụng, mình dạy được. À, còn ví dụ như mà cái lộ trình mà cuối cùng của cái đại sứ này thì rất là dễ luôn. À, ai có thầy cô nào chúng ta có câu hỏi thì chúng ta cứ giơ tay lên để được giải đáp.